Cây đẹp này. Rồi cứ nhú là cắt thôi là dày bí là đẹp. Đấy, giờ đẹp. Nhú lên bấm răm phát là đẹp. Sạch, làm cho sạch sẽ rồi cứ chơi. Xe xe tuyển cứ quanh cái là ra đi đấy. Đi đấy, mệt quá. Khổ chú Cường mà em đã ở nhà rồi lại bắt cứ gọi ra. Đùa đùa tí mà ra thật. Thế mà ông ra thật thì nhỉ? Không chịu đó, ông chạy đi đâu cả? Ngồi uống cà phê này này. À. Rồi em sang bên này. Anh Lực này lại có con to này hoành tráng ấy nhỉ? Khủng long này bao tiền nhỉ anh? Long ạ. Mấy tiền anh? 15 triệu. 15 triệu. Có cần đọc số anh em mới không? Con này rất to thì chỉ đến tận nhà thôi. Ờ. Cứ đọc số anh nó hỏi 0976 0976 556 556 448 448. Lực. Nhìn cây cũng rất lực. Cốt chậu. Cốt chậu. Khủng long bạo chúa. Kinh khủng quá. Kinh khủng long quá. Tháng này có cái gì đấy? À, có cây nào anh? Có cây bò bò này này. À kìa. Bò bò á? Có một cây thôi. Cây cây trầu vàng vàng này. Nhìn sang láng ấy nhỉ. Cây bao tiền anh? 4 triệu. 4 triệu. Cây chỗ này là của bác nào đấy? Ký tên ra đấy. Đấy, ví dụ cây này thì bao tiền? 13 triệu. 13 triệu. Có cần nổ số không? 982 422 696. Đang định làm con năm thân nhỉ? Vâng. Có khách cứ alo nhé. Vâng. Đấy. Có khách là bao tiền hả? Khách nào cứ alo đi tiếp. Trước khách cũng mua 10 triệu mà đang cây ở đây đẹp lắm. Đáng nó khác cháu biết rồi. Còn đâu cái con vào đấy, có 5 triệu thôi. Con này giá cao này, nó là con này con tử. Con đấy thì bao tiền? 4 triệu. Con này cho xe chú rồi, nó lột ra. Đấy, hàng cốt chậu à? Đấy, con này cầm tiền là tao sẽ kết này cái đó. Đại ca này máu hàng to đây, tranh thủ tí tí mưa đổ xuống không ấy được. Ô tô đúng cái chỗ xe đi lại này lắm. Đấy, bố mua tỉnh phết ạ. Lộc vừng trong âm tích. Tích lộc. À vâng, anh à. Để em nốt chỗ này tí. Cái của Thắng. Dạ. Đó. Chưa biết giá. Chưa biết giá, cứ báo giá loạt đi để báo giá đi. Đấy, bao nhiêu tiền cái rừng này? 15 triệu. 15 triệu rừng này. Thế còn 8 triệu. 85 à? Đọc số nhỉ. Đọc số đi. 0982 705 705 096 096. Chúng tôi chụp ảnh cho nó xem. Tuần trước. Ok rồi đấy. Có, giá xong rồi bây giờ quay chi tiết. Đây là của Thắng. Rơi bao nhiêu?
Vâng. Hả? Vâng. Anh hỏi cái này bao nhiêu tiền? 5 triệu anh. Cái này bao nhiêu? Cái này là 18 triệu anh ạ. Dừng. 5 tiền à? Tiền chứ. Còn tiền thì 5 triệu gì? Hơi ngoài tràng đấy. Rừng quay, một rừng cây, một đời người. Nhảy vào trong cái, quay mặt sau cái. Bây giờ đi đi đây. Vào đây đây. Thử là ghép à? Đây đây đây. À, hình như ghép, nhưng mà chả sao, chả sao. Đúng rồi, ghép. Mới mà, sau nó tính thôi. Đấy, cái này cũng nghệ thuật đấy. Mặt đây mặt đẹp mà. Xe cũng xem cả hai mặt luôn anh ấy ạ. Nó là con điện nó đẹp đấy, đáng quay em cái mặt này. Đấy, xoay 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 xoay. Ô, mặt thế nào cũng như là đẹp hơn. Cũng là một cái thích. Anh ấy thích cái mặt bên nào. Mỗi người cũng thích. Dừng à. Dừng đấy. Mặt bên đây mặt chính rồi. Ừ, mặt này thì sâu ấy rồi, ngoài trái. Đây, quay mặt này. À, đây quay luôn nữa phải chưa, nhảy lên kia. Một dừng cái cột điện. Người một thân. Này ra vàng chính. Ra nó có chậu mà. Dừng soi xung quanh ấy vui con này của kiện không biết bảo bao tiền đây. Ghê nhỉ. Mặt này mặt đẹp này. Đi một cái núi đá đấy. Mặt đấy là bao nhiêu anh? 5 triệu anh nhỉ. Rẻ lắm. Đập dập cũng không. Đấy. Đây cái con của kiện bạn thân mặt sau đây khá là hay, chả biết bao tiền tí nữa bạn hỏi hoặc là bắt đầu có số ủng kiện thì cứ alo thôi. Tôi có một cây ba thân rồi, to hơn cái này. Cứ hết rồi các bác. Đấy, kệ chỗ này đèn sáng. Sáng cây. Rất cục kịch, giật dịch các cắt giật từ xưa vu nẩn bạn là từ dưới đấy đấy lên trên này là ok rồi, còn chuyển tán thì chuyển thế nào thì suy nghĩ tiếp. Có lẽ rằng một số bác nếu mà chơi thì sẽ nghĩ đến chuyện bỏ cái tay này đi, bỏ tay này đi thôi. Mỗi người một lối là một ý thích, mua về rồi suy nghĩ. Cây làm sao mà nhầm được? Đấy, nhầm tiền hôm nay đắt ngày mai nó rẻ, mà nó không phải là nhầm mà nó là tiền nào thì của ý. Nhầm cây thì đấy, cũng phải nhớ rằng nhầm cây không bao giờ thay đổi được. Đấy không? Chơi chán rồi chúng lại có thể muốn cho người khác. Nói cho thật đấy, cái tâm lý anh mua cây là như vậy, nhưng mà vẫn không thể tránh được đâu, có vẫn nhầm. Chứ không vẫn cây cối nhiều chứ không thợ cũng nhầm nhưng mà nhầm gì có nhầm cây không nhầm chứ cũng có lúc nhầm. Nói rất thật, tiêu tiền thấy mua được sướng là được, mua xong nhiều tiền vẫn thấy sướng là được đấy. Sợ là trên đời đi mua cây sợ mua về chán thôi, không sợ mua nhầm tiền. Cứ mua về vẫn tươi sướng là được. Hai mặt thì anh đều thích hai mặt. Anh cũng thích mặt này thì nó nhìn nó sụp. Mặt này thì nó hơi hơn. Đẹp hơn trên ảnh đấy. Đồng ý. Về chỉ dăm là chơi rồi nhỉ. Đấy, nhà to lúc này về. Con này quê thì phải. Quê. Quê. Quê.
đây. Đây. Ô, ta hú cục mày rồi. Đồ của bác đây. Ta không sợ cục mày là ta. Anh báo giá đi cho anh em biết. Anh báo giá cho anh em biết cái này. 18 triệu em ơi. Nổ số luôn. Lớn phải hỏi lại. Số này lộ số điện thoại à? Đấy, lộ số điện thoại. Đấy, anh lô trực tiếp anh 0967 113 013 013 kiện chưa lịch đéo tích đấy nhất mua nhập cây đây đi Thanh Hóa về rồi anh đâu em anh đi rồi tí nữa có ra nhảy chạy à bảo em không đi đang không biết phải như nào đi thằng này cười chú có không chú kia tí nữa em đi với nhé đi anh đi 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 đi